Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn chương trình giảm học phí từ 10 đến 28% của Học viện IELTS Canada. Và hiện nay thì IELTS Canada đang áp dụng chương trình giảm giá học phí từ 10% đến 28% tùy theo số lượng tuần đăng ký. Và chương trình này sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014. Và phí đăng ký IELTS Canada năm 2014 là 125 đô Canada, tương đương 2,5 triệu đồng. Và để tham khảo thêm thông tin học phí cũng như là chương trình tiếng Anh, chương trình TOEFL, tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh với kinh doanh chuyên sâu thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có một số các hỗ trợ cho các bạn khi đăng ký du học Canada tại Tân Đại Dương. Tân Đại Dương chuyên xử lý hồ sơ Canada khó, đã từng rớt visa, hướng dẫn hồ sơ tài chính, hướng dẫn điền form, làm thủ tục ngân hàng, dạy phỏng vấn du học, du lịch, làm việc, thăm thân tại Canada. Và chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương sẽ chọn trường tất cả các tiểu bang của Canada, nhận đưa đón, sắp xếp chỗ ở, ký túc xá cho học sinh. Và để được tư vấn và hướng dẫn kỹ hơn về hồ sơ du học Canada thì các bạn hãy liên hệ đến Tân Đại Dương theo địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí, hoặc cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.